Quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngã tư cái giao lộ Nguyễn Tri Phương và đường Trần Phú nhá. Thì chạy thẳng lên phía bên kia là đường Trần Hưng Đạo quý vị. Đây là đường Nguyễn Tri Phương ở bên này nhé. Ở đây có một cái quán xôi ca ré khá là gọi là đông khách, nên là Kiên muốn quay lại chia sẻ với mọi người này. Đây quán xôi ca ré này mà cũng hôm giờ cũng gần hết rồi này. Đây cái cô bán xôi ca ré này quý vị ơi. Xôi ca ré là xôi như nào nhờ anh? À xôi hột gà đúng không? À. Cái đồ con. Đây quý vị ở đây xôi cá ré nhé. Đây Kiên thấy là rất là đông khách nên là muốn chia sẻ với quý vị. Xôi cá ré là xôi hột gà. Ủa cái này là hột gà phải không cô? À, một phần như vậy là bao nhiêu cô nhỉ? 15 ngàn một phần. Đây là 15 ngàn một phần nha quý vị. Ở trên này mình có bánh gì đó cô? Bánh khoai mì, da lợn, đậu xanh với rau câu, có 6 loại rau câu. Bánh khoai mì, da lợn, đậu xanh, rau câu đúng không? Rau câu có 6 loại rau câu. 6 loại rau câu. Đậu á. Đỏ cái bịch đi. Đỏ đi mà. Đỏ ra rồi chờ. Xôi ca ré là một phần là 15 đúng không cô? Còn nhân bên trong là nhân hột gà cô? À. Có nhân luôn á là 15 ngàn. À có nhân luôn là 15 ngàn. Con xôi này là con xôi của người Hoa nhé cả nhà ơi. Xôi của người Hoa nhé. Quán này mình bán được lâu chưa cô? 55 năm rồi. À. Quán ở đây là 55 năm rồi cả nhà. À, một phần như vậy là một cái muỗng xôi với lại một muỗng cá ré cô nhỉ. Đây này, đây là phần này quý vị. Cái này là hột gà là mình đánh nha cô. Đánh ra là mình chế biến hay sao cô nhỉ? Với bà chị lại. À. Nhưng mà nói chung là nó là hột gà đúng không? Đúng rồi. À. Để bao xôi hả chị? 15. À, để bao xôi, xanh đậu phụ này. Một phần này là 15 ngàn này quý vị ơi. Khách chỉ là đồng nha. Đâu, có mọi người đứng xếp hàng mua. Bánh khoai mì nhiêu cái cô nhỉ? Bánh là toàn bộ 5.000 một bánh. À, 5.000 một bánh. Hai khoai mì. Nè, bảy giao một của ai vậy? Bánh khoai mì là 5.000 một bánh. Chị kêu kêu chưa? Báo cây với xôi. Đậu chọi. Bánh báo lỡ lại còn khoai mì. Lỡ còn ai? Mẹ còn ai? Hai khoai mì. Hai khoai của ai? Báo cây với xôi. Ở đây là số là 451 Trần Phú nha quý vị. Đây chú là bún xôi. Ở đây bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú? 7 giờ 15. À 7 giờ 15 tới 12 giờ đêm. Dạ, cảm ơn chú ạ. Xôi nóng ngon quá. Đây bán từ 7 giờ 15 tới 12 giờ đêm nha quý vị. Và bán rất là nhanh hết nha. Nếu mà mình đến không sớm là sẽ hết. Cái rất là đông. Đây cả nhà thấy là khách xếp hàng rất đông. Một xôi rất là đông. Một phần chỉ 15 ngàn.
bánh bò, bánh da lợn là 5.000 một cái. Cái này có bánh bò, bánh da lợn. Chỗ lợn bao rồi nè. Hấp dẫn không vị ơi? Rất là hấp dẫn nha. Đây có mấy cô chú gốc Hoa bán ở đây 55 năm rồi. Nó nằm ở số là 51, 51 đường Trần Phú. Đây chỗ quên số 451 đường Trần Phú nha quý vị ơi. Đối diện ở trước cổng đây là một cái xe hủ tiếu mì Hoành Thánh này. Ngày bán cái này trước cái quán hủ tiếu mì Hoành Thánh luôn. Xôi này thì trên thấy là bên dưới là nhiều, rất là nhiều loại bánh bánh da lợn rồi, rất là nhiều. Và bên trên có bán thêm xôi nữa, nhưng mà hot là ở cái xôi cá ré. Xôi cá ré nó đang hot ở Sài Gòn đó quý vị. Bán cho con một phần xôi cá ré đi cô. Ăn ở đây luôn. 5 gói với lại Đây, đây bà xã kia có mua một phần đây này. Trong ăn thử đích của ăn rồi. Ngon không? Đây xôi cá ré đây quý vị ơi. Đấy vừa thấy hơi ngọt thôi, vừa hơi ngọt. Bên dưới là xôi, còn bên trên là hột gà này, cá ré này. Có nước cốt dừa trong này. Có nước cốt dừa đó. Cái cá dế này đó, nó hơi ngọt ngọt, béo béo. Đây. Ăn nó béo béo quý vị ơi. Xôi nấu rất là ngon. Đây là lần đầu cái ăn món xôi cá ré này á. Hết luôn rồi. Đây là được khách. Đặc biệt là cái cá ré thôi, sài gòn thôi, sài gòn đấy. Ở đây là mình bán một tháng là bán mấy ngày cô? Bán đủ chứ. Bán 30 ngày luôn đúng không cô? Năm dạ. Có việc nhà thì mới nghỉ. Dạ, khi nào có việc mới nghỉ. Đúng rồi. Cái món này là nhà mình làm hết rồi cô nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Yeah, well,
bánh này bánh gì con? Bánh quay quỳ con. Dưới đây rồi có 6 loại rau câu rồi quý vị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại rau câu này. Rất là ngon. Trên là sôi cà ré, dưới đây là bánh khoai mì, bánh da lợn, đậu xanh. Đây là 6 loại rau câu. Rất là nhiều rồi. Bánh này, bánh đậu xanh này, bánh da lợn này, khoai mì này. Đây là 6 loại rau câu này. Nãy ở kia cái tưởng là bánh đậu xanh không nhé. Dễ thương quá, 15.000. Đừng đừng la chuối quá là dễ thương luôn. Mua thêm bánh da lợn này, bánh đậu xanh này, rồi mua thêm thạch nhá, thạch rau câu. Ồ, cứ bán hết lại có, hết lại có nha quý vị ơi. Này, làm sẵn là hết lại có nha. Thank you.
quý vị ơi, quý vị có dịp hãy đến số 151 đường Trần Phú, ngay ngã tư giao lộ Nguyễn Tri Phương và đường Trần Phú nhé. Có thể thưởng thức cái món xôi cá ré, rồi bánh da lợn, bánh da da bò, bánh đậu xanh, thạch bảy, thạch châu khâu nhé. Tôi thấy là đây là nhìn rất hấp dẫn, rất là ngon. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Hiện tại thì mọi người đang mua rất là đông, khá là đông. Đây, rất là đông nhé, xếp hàng ăn luôn. Đây là bánh, cái xe này là xe của người Hoa nhá, nhìn cái xe cũng rất là cổ này, quý vị thấy không? Xe nhìn rất là cũ rồi, bán 55 năm rồi, xe này. Ở Sài Gòn để tìm được những cái xe mà nó cổ, nó vẫn giữ được cái vị xưa này rất là khó nhá.